Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc ở Lào Cai đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân. Ngày 15 tháng 9, lãnh đạo huyện Bắc Hà, Lào Cai xác nhận lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân mất tích do sạt lở dẫn đến sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, xã Nậm Lúc. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, sau nhiều ngày nỗ lực đưa máy móc, thiết bị, huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, đến sáng 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy những nạn nhân bị mất tích tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc. Như vậy, hiện 5 người mất tích trong vụ sạt lở đất dẫn đến sập khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc đã được tìm thấy toàn bộ. Trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, vẫn còn 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khiến 18 người chết, mất tích tại thôn Nậm Tông vẫn chưa được tìm thấy. Ngày 10 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở lớn tại khu vực xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, làm vùi lấp nhà điều hành nhà máy thủy điện Đông Nam Á, khiến 5 người mất tích và nhiều người bị thương. Một nạn nhân vụ sạt lở đất ở làng Nủ đã không qua khỏi. Nam bệnh nhân 31 tuổi là nạn nhân vụ lũ quét sạt lở đất ở thôn Làng Nủ. Dù được cấp cứu điều trị tích cực sau khoảng 1 giờ tìm thấy, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Trưa 15 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai xác nhận có thêm một nạn nhân trong vụ lũ quét sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, tử vong. Đó là nam bệnh nhân HPV, 31 tuổi, dân tộc Tày, nạn nhân trong vụ lũ quét sạt lở đất ở thôn Làng Nủ. Nạn nhân được tìm thấy chỉ khoảng sau 1 giờ thôn Làng Nủ bị lũ quét, nhưng trong tình trạng rất nặng. Sau khi được sơ cứu, đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu, đến tối ngày 10 tháng 9, bệnh nhân diễn biến nặng, chẩn đoán chấn thương ngực kín, phải chuyển viện. Rạng sáng ngày 11 tháng 9, bệnh nhân vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng hôn mê, da và niêm mạc nhợt, xây sát nhiều vùng đầu, mặt, vùng ngực, bụng, mạch 102 lần 1 phút, huyết áp 100/50mmHg. Người bệnh được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương ngực. Bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản và chuyển lên khoa hồi sức tích cực Lào Cai. Tại đây, người bệnh thở máy, mở màng phổi dẫn lưu dịch khí, soi hút phế quản 2 lần, ra nhiều sỏi đá và bùn đất, kháng sinh phổ rộng, duy trì thuốc trợ tim vận mạch và lọc máu liên tục. Tình trạng người bệnh nặng hơn, nguy cơ tử vong cao nên tối 11 tháng 9 được chuyển bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng an thần, thở máy, duy trì thuốc vận mạch liều cao. 0 giờ 30 ngày 12 tháng 9, bệnh nhân V được chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, rối loạn đông máu, nhiễm trùng nặng. Những ngày qua, bệnh nhân V được các bác sĩ điều trị tích cực, can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu, nhưng tình trạng không cải thiện, diễn biến xấu hơn. Đến thời điểm này, tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đang điều trị cho một bệnh nhân khác trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ là bé gái MHTG, 11 tuổi, dân tộc Tày. Hiện bệnh nhi đang thở máy, tiên lượng nặng. Bác sĩ cho biết bé Ngờ bị viêm phổi, hội chứng vùi lấp, đa chấn thương phức tạp và có cả tình trạng sặc nước. Ngoài ra, tại Bệnh viện Việt Đức cũng đang điều trị một trường hợp nam bệnh nhân 29 tuổi trong vụ lũ quét được chuyển đến ngày 11 tháng 9, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3/2 xương cẳng chân trái. Để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, cắt bỏ 1/3 chân trái dập nát. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực. Được biết gia đình người bệnh có 8 người, nhưng 7 người đã mất trong vụ sạt lở do lũ quét. Người bệnh được cơ quan chức năng tại địa phương tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Do tình trạng bệnh nặng, người bệnh được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và điều trị. Tập trung cứu chữa bé gái 11 tuổi ở Làng Nủ. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và chuyên gia Nhật đã có buổi hội chẩn toàn viện sáng nay 15 tháng 9, tập trung hết sức cứu bé gái 11 tuổi được chuyển đến từ Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai. Bé gái MHTN, 11 tuổi, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cách đây 4 ngày
ít giờ sau khi được tìm thấy sau tai nạn sạt lở đất đau thương, vùi lấp cả bản làng em và nhiều người dân của làng. Theo các bác sĩ, bệnh án từ tuyến dưới ghi bé gái bị cuốn xuống suối lúc 6 giờ sáng 11 tháng 9 và được tìm thấy lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Bé N được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, Lào Cai, rồi chuyển bệnh viện tỉnh và rạng sáng hôm sau chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Thời điểm bé vào viện, các bác sĩ đánh giá tình trạng rất nặng, có thể nói là thương tích nặng nhất trong số các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất ở làng Nủ. Gãy xương đòn, đụng dập gan, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phổi hít phải nhiều chất độc. Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bé N đỡ sốt, đồng tử có phản xạ yếu với ánh sáng, có phản xạ ho, giảm phù nề, các vết xước đã đóng vẩy. Nhưng dù ngày nào cũng được rửa phổi, phổi bé vẫn còn tổn thương rất nhiều, nếu không tích cực có thể hỏng phổi. Chụp dạ dày có một khối bất thường, lo ngại tắc ruột non. Nhiều khu vực nội tạng phù nề, lo ngại chảy máu khi nội soi thăm dò. Lo nhiễm nấm và các vi khuẩn có trong đất, trong đó có cả vi khuẩn ăn thịt người. Ngày 15 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện lần thứ hai với sự tham gia của giáo sư Hashimoto Masao và giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ. Ông Cơ đã yêu cầu các bác sĩ tập trung cứu chữa, bổ sung thêm thuốc kháng nấm, tiếp tục rửa phổi hàng ngày, nội soi tại giường để xác định khối lạ trong dạ dày. Thành công hay thất bại giai đoạn này là chống nhiễm trùng, nhiễm nấm vì nguy cơ những ngày sau rất lớn, ông Cơ yêu cầu. Ông cũng cho biết các bác sĩ đang tích cực tìm kiếm những biện pháp tốt nhất để cứu chữa cho bé N. Hai ngày nữa, bệnh viện sẽ đi tuyên quang khám bệnh cho người dân vùng ngập lũ ở đây. Bộ đội dầm mình trong bùn tìm kiếm thi thể nạn nhân làng Nủ. Ghi nhận từ báo VN Express, hàng trăm chiến sĩ của quân khu 2 dầm mình trong bùn để tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét ở làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. 4 ngày qua, hơn 300 chiến sĩ của Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316, quân khu 2 phối hợp cùng với Cảnh sát cơ động, Biên phòng tỉnh Lào Cai và năm chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích sau lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Trận lũ quét sáng ngày 10 tháng 9 đã san phẳng nhà của 37 hộ dân dưới chân núi Con Voi, thôn Làng Nủ. Đến hiện trường sáng ngày 11 tháng 9, bộ đội dựa trên sơ đồ xác định các vị trí có nạn nhân, thống nhất phương án tìm kiếm. Thôn Làng Nủ nằm dưới thung lũng, bao quanh là núi và cánh đồng. Mưa lớn, lượng nước khổng lồ đổ về thung lũng, cuốn theo rất nhiều bùn rác. Các chiến sĩ phải ngâm mình trong nước và bùn nhão, dùng tăm sụi thăm dò vị trí nạn nhân. Do đất đá có thể tiếp tục sạt lở, Sư đoàn 316 phải bố trí các tổ cảnh giới báo động ngay khi có tình huống bất ngờ. Mấy ngày nay, trời nắng 32 đến 34 độ C, bùn đất bốc mùi, các chiến sĩ vẫn phải mặc áo phao, dầm mình trong bùn lầy, chọc que, dò tìm. Huấn luyện viên Nguyễn Công Chức dần chó nghiệp vụ sục sào tìm người ở vùng trũng gần cầu Làng Nủ. Mỗi lần chó nghiệp vụ đánh hơi dừng lại điểm nào, chiến sĩ lại dùng xẻng, bồ bên đào bới. Chiến sĩ Giang A Sinh, tiểu đội 8 được phân công tìm kiếm thi thể phía cuối dòng bùn nước của hiện trường sạt lở. Tại đây, trong sáng ngày 12 tháng 9, 4 thi thể đã được tìm thấy. Khi làm nhiệm vụ, tất cả phải mặc áo phao, đeo găng tay, đi ủng, song không tránh khỏi dẫm phải đinh, mảnh tôn ẩn dưới bùn. Mỗi khi tìm thấy thi thể, nhóm người hô lên để tập trung đào bới. Vớt được khung mảnh cưới trong lớp cây, gỗ dưới bùn, chiến sĩ đã mang lên để người thân nhận diện, sau đó khoanh vùng tìm kiếm. Từ sáng ngày 11 tháng 9 đến trưa ngày 13 tháng 9, các lực lượng quân đội đã tìm được 30 nạn nhân mất tích, riêng Sư đoàn 316 tìm thấy 15 người. Những nơi nước trũng, quẩn lại, mất cây cối, gia súc, nước cuộn là trọng tâm tìm kiếm. Bùn ngập sâu khiến chiến sĩ mất sức, di chuyển khó, song anh em quyết tâm. Nhóm đã đi tìm được 2 người trong ao sâu khoảng 5 mét, một chiến sĩ thuộc đại đội 5, trung đoàn 98 cho biết. Hàng ngày, sau khi thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị hành quân khỏi hiện trường về khu nhà dân gần đó để tắm rửa, nghỉ ngơi. Tranh thủ nghỉ trưa, chiến sĩ Lý Xuân Quyết thuộc trung đoàn 98 tranh thủ giặt, phơi quần áo sau khi dầm mình trong bùn nhão. Quê em ở Tuyên Quang, mưa lũ này nhà đang ngập. Mấy hôm trước em gọi về nhà hỏi thăm rồi, Quyết nói. Chiến sĩ Lưu Quyết Bình thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 98, quê ở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, ngồi nghỉ ngơi. Và hôm trước, Bình cùng đồng đội hành quân lên tìm kiếm nạn nhân thôn Làng Nủ. Bình là quân nhân nghĩa vụ 2 năm, hết năm nay sẽ ra quân. Khu vực đơn vị Bình đóng quân cách Làng Nủ 5 km. 4 ngày qua, đơn vị em tìm được thêm 9 thi thể,
bận công việc, em chưa gọi điện về nhà, chưa biết có bị ảnh hưởng gì không, Bình nói. Bộ đội nghỉ trưa tại nhà sàn phía sau nhà văn hóa Làng Nũ, ăn cơm hộp. Bữa cơm ngoài tiêu chuẩn quân đội còn có thực phẩm hỗ trợ như xôi, bánh, mì tôm, hoa quả. Sau bữa trưa, người mắc võng, người tìm nơi bóng mát, người kéo tấm vỏ bao kê dưới sàn nhà ngủ để hồi phục sức khỏe. Đến 13 giờ 30 tiếp tục tìm kiếm. Khu vực sạt lở vẫn mất an toàn nên buổi tối bộ đội di chuyển về ở nhờ nhà dân cách hiện trường hơn 5 km. Đại tá Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết, hơn 300 cán bộ chiến sĩ hành quân trong đêm để lên đường tới Làng Nũ sau khi được điều động. Nhiều cán bộ chiến sĩ quê Phú Thọ, Tuyên Quang, nhà cũng ngập sâu do mưa lũ, nhưng nhiệm vụ tìm kiếm cứu người gặp nạn cấp thiết hơn nên anh em đều quyết tâm hoàn thành. Đơn vị cũng động viên làm công tác tư tưởng cho chiến sĩ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!